Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả có biết là hôm nay trong vườn nhà của Dr. Khỏe vừa có một bạn nhỏ mới nổi, cực kỳ dễ thương và có giọng hát rất là hay và quyến rũ. Bây giờ thì Quỳnh Đông sẽ mời quý vị khán giả cùng với Quỳnh Đông vào trong khu vườn để nghe các bạn nhỏ này và thưởng thức giọng hát của các bạn nha. Xin mời. Chị ong nao 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 nao, chị bay đi đâu đi đâu, chú gà trống mới gai, ông mặt trời mới dày. Dạ, em chào anh Quỳnh Đông. Ôi, anh Quỳnh Đông mới tới chơi ạ. Chào hai em, đúng là danh bất hư truyền nha. Tiếng hát của sóc con rất là hay véo von luôn. Và đặc biệt nha, tiếng sáo của nụ hoa tam thất là trên cả tuyệt vời luôn. Ý quên, hai em cứ tiếp tục biểu diễn đi. Anh Đông sẽ đứng đây nghe và thưởng thức. Không thể nào mà phá vỡ được cái bầu không khí đầy chất nghệ này. Dạ, giờ tụi mình biểu diễn ca khúc Chú Heo Lười đi ha. Ộp ộp ộp, ộp ộp ộp, ba chú heo con ổn ỉnh kêu hoài, ăn suốt ngày rồi nằm phển cái bụng ra. Chú heo ơi sao mà làm biến quá. Nhìn hết nổi rồi nha, sao ngày nào cũng hán hòn chế giễu cái nhà tôi vậy. Ủa, heo con em bình tĩnh đi, anh Đông nghĩ là sóc con không có ý đó đâu. Dạ em chào anh Huỳnh Đông, có anh Huỳnh Đông ở đây may quá. Anh Huỳnh Đông làm chủ, phân xử công bằng cho em đi. Ủa, nói vậy là nhà em ai cũng siêng năng vận động hết hả? Dạ không, nhà em ai cũng ăn no nè, rồi lăn đùng ra nằm chơi rồi ngủ, nhưng có ai bị bệnh gì đâu ạ. Có vấn đề nha, mà còn nghiêm trọng nữa. Dạ chào Dr. Khỏe. Dr. Khỏe nói vậy là sao? Dr. Khỏe đến để thông báo là mẹ của heo con đã bị tiểu đường và mỡ trong máu. Đây là kết quả xét nghiệm nè. Dạ, để con xem ạ. Sao lại thành ra thế này? Nguyên nhân á là chính lối sống sinh hoạt không lành mạnh, thiếu khoa học của nhà con đó. Dạ, thật vậy sao? Chà, vậy có cách nào để giúp mẹ của heo con không hả Dr. Khỏe? Thật may á là có nụ hoa tam thất ở đây, khỏi mất công tìm. Trong nụ hoa tam thất có chứa hoạt chất GS4 giúp ức chế hấp thụ lượng đường ở ruột sau ăn, kích thích tế bào beta, tăng sản sinh insulin, tăng hoạt lực insulin, giúp đường trong máu đi vào tế bào. Dạ thêm nữa, GS4 còn giúp tăng men tiêu thụ đường ở cơ bắp, giúp lượng đường đáng lẽ được dự trữ vào cơ bắp hoặc chuyển thành mỡ, giải phóng ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động của cơ thể đó ạ. Chà, nghe qua giống như là một quy trình làm việc của một cái nhà máy nào vậy đó. Chưa hết đâu, hoạt chất GS4 làm tăng bài tiết cholesterol qua đường phân, giảm cholesterol và triglycerid trong máu, giảm lipid trong máu và trong gan. Dạ nhờ đó, em hỗ trợ ngăn ngừa hiệu quả những biến chứng của tiểu đường và mỡ máu đó ạ. Vậy cách dùng nụ hoa tam thất như thế nào vậy Dr. Khỏe? Chúng ta cho từ 3 đến 5 gram vào 100ml nước sôi trong ấm, lắc nhẹ và đổ nước đó đi. Cho thêm 500ml nước sôi vào ấm, để ủ sau 5 đến 10 phút cho ngấm là dùng được. Uống khi nào hết vị ngọt đắng thì thôi. Vậy khi dùng nụ hoa tam thất nè, mình có cần phải lưu ý điều gì không? Người bị chứng huyết áp thấp và dị ứng với nụ hoa tam thất thì không nên dùng. Hơn hết, vẫn cần thăm khám thường xuyên bác sĩ để theo dõi bệnh tiểu đường và mỡ trong máu nha. Heo con, em nghe kỹ hướng dẫn của Dr. Khỏe, đi về chia sẻ lại cho mẹ nghe. Dạ vâng, em biết rồi. Tiếc là thời lượng của chương trình đến đây thì cũng đã hết rồi. Quỳnh Đông, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại nha.